Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quyền Linh đi mua ô tô, chúc đơn bạc tỷ nhưng ăn mặc giản dị. Nhiều năm qua, Quyền Linh vẫn được mệnh danh là nghệ sĩ có cuộc sống giản dị của showbiz Việt, sở hữu khối tài sản đồ sộ, tích góp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nhưng thực tế anh luôn gắn với hình ảnh bình dân, hiếm khi bày vẽ thể hiện mình là người giàu có, sang trọng. Sau Nam có phong cách rất giản dị. Mới đây, hình ảnh Quyền Linh cùng vợ và hai con gái vào showroom bán xe hơi đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Thay vì ăn mặc sang trọng, nam nghệ sĩ chỉ diện áo thun, mang dép tổ ong. Giả Thảo, vợ anh cũng có phong cách tối giản. Hai con gái của anh gồm lọ lem hạt dẻ, có vẻ vừa được ba mẹ đón đi học về nên vẫn còn đang mặc đồng phục ở trường. Quyền Linh cùng bà xã Giả Thảo và hai con gái có mặt ở một showroom xe hơi. Tuy vào nơi sang trọng nhưng anh vẫn giữ nét giản dị. Theo thông tin từ phía người đăng tải đoạn clip, Quyền Linh và gia đình đã chọn mua mẫu xe cao cấp giá hơn 1 tỷ đồng. Khoảng 5 ngày nữa, Sơn Nam sẽ chính thức nhận xe mới từ cửa hàng. Nói về lần tiếp xúc với Quyền Linh ngoài đời, nhân vật nhận xét Sao Nam là người có tính cách hài hước, dễ gần. Anh cũng cho hay hai con gái của Quyền Linh không chỉ xinh đẹp mà còn rất lễ phép người này cho hay ngoài đời quyền linh rất vui vẻ gần gũi anh chỉ mặc áo thun mang dép tổ ong sự giản dị mộc mạc của diễn viên đồng tiền xương máu khi đến nơi sang trọng nhanh chóng trở thành điểm gây chú ý khán giả bày tỏ sự thích thú với phong cách đời thường gần gũi của anh dù là một nghệ sĩ có tiếng khán giả thích thú bàn luận về đoạn clip gắn bó với hình ảnh bình dân vậy nhưng thực chất quyền linh sở hữu khối tài sản đồ sổ tích góp từ nhiều năm làm nghệ thuật anh thường đi xe máy ăn mặc đơn giản, nhưng thực tế xe sang cũng là một sở thích của nam nghệ sĩ. Quyền Linh không ít lần check in bên xế hộp tiền tỷ, phương tiện phục vụ cho việc đi lại của gia đình. Quyền Linh cũng thường thay đổi xế hộp mới. Anh xuất hiện cùng xế hộp giá trị, sau nam check in với dép tổ ong bên trong xe. Như sức sống sang chảnh nhưng Quyền Linh chọn xuất hiện như một người bình dân bởi luôn luôn muốn sống thấp hơn mọi người. Anh từng chia sẻ quan điểm. Nếu tôi chọn sống cho mình, tôi đứng trên cao thế, chắc mọi người sẽ buồn vì họ với lên không nổi. Tôi muốn đứng thật thấp để họ gần được với tôi. Tôi không có khát vọng làm giàu. Tôi sẵn sàng đi đến một nơi vùng xa để đem hạnh phúc đến cho một gia đình nghèo nào đó. Tôi làm nghệ thuật cũng gần 30 năm rồi. Và hết 25 năm, tôi làm các chương trình xã hội. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho khán giả của mình. Anh mong muốn giữ lối sống bình dân. Như năm qua, anh được mến mộ vì các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Dư sức sống một cuộc sống sang chảnh, nhưng anh vẫn luôn thể hiện sự giản dị. Hiện tại những hình ảnh vẫn đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ quan điểm của mình dưới phần bình luận nhé. Bên cạnh đó, nếu bạn cũng muốn không hớt những tin tức xoay quanh sau việc, thì vào ngay tin mới nhất để có thể cập nhật. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.